tại vì theo như khoa học chứng minh được rằng á, cá mập nó không thể nào nó sống ở cái vùng nước mà nó nằm dạng được. Trung bình tầm 30 đến 40 mét á, thì mới có được cá mập. Và hiện nay cái vùng biển Côn Đảo mình nó rất là nông, sâu lắm thì khoảng 17 mét thôi. Và nhà theo như mà em đi nhiều chuyện em biết được á, là từ Côn Đảo mình về đất liền, cái nơi mà sâu nhất chưa ra được 37 mét. Hiện nay xe về khách sạn cho anh chị đổi đồ đó.
Trên đường mình đến quán ăn thì quán cơm trưa hôm nay vừa dành quá trời luôn. Rồi, được rồi. Xin kính chào quý chủ các chị. Em xin tự giới thiệu, em là Lâm Thị Phương, là thành viên của trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo. Hôm nay rất là vinh dự đưa đoàn chúng ta tham quan nhà bảo tàng cùng với các địa chỉ tích nhà Côn Đảo. Nhà bảo tàng thì khởi công xây dựng vào năm 2009 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đầu tư tài trợ cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Không gian trưng bày tại nhà bảo tàng thì bao gồm một gian khách tiếp và bốn chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là Côn Đảo thiên nhiên và con người, chủ đề thứ hai thì vùng trần gian, chủ đề thứ ba trận tuyến và trường học, chủ đề cuối cùng là Côn Đảo ngày nay. Hiện tại thì đoàn chúng ta đang đứng tại gian khách tiếp, trung tâm là cụm tượng bằng chất liệu inox cao 6m, đã thể hiện khát vọng tự do, cắm tay vươn cao, phá tan xiềng xích. Phía trên các liệu thần tượng đó là thiên mục không hòa bình, và phía sau là mỗi chai bằng đá, địa đá Côn Đảo đã tạo thành mô phỏng từ từ lớp đá đang xây vào nhau. Trên mỗi mời đoàn chúng ta tiếp tục tham quan các chủ đề. Giống con gấu quay lưng về phía đất liền và chân tướng Việt Nam trong.
cũng là mặt tiền của trung tâm thị trấn Côn Đảo, theo đường biển khoảng 230 km. Từ Côn Đảo về Vũng Tàu 179 km, từ Côn Đảo về Cần Thơ 165 km, và nơi Côn Đảo tiếp giáp đất liền gần nhất đó là cửa sông Hậu 83 km. Tổng diện tích cả Côn Đảo là 76 km², bao gồm 16 hòn đảo nhỏ. Hòn đảo chính nằm chính giữa còn gọi là hòn Côn Đôn, và cũng được gọi bởi nhiều tên gọi qua từng thời kỳ. Thời thực dân Pháp thì gọi là Côn Đôn, bước sang thời Viễn Diện thì đổi tên thành tỉnh Côn Sơn. Sau hiệp định Paris ký kết đổi tên thành Phú Hải. Nhưng mà đối với tù nhân cách mạng Côn Đảo, qua nhiều thế hệ và nhân dân cả nước trước sau với một tên gọi, đó là Côn Đảo. Dân số trên Côn Đảo thì hơn 11.000 dân. Ở đây có chính quyền một cấp là cấp huyện và 9 khu dân cư có trong đất liền. Khu dân cư số 1 nằm ở khu vực Ngõ Ông. Từ thời Nguyễn Thắng đã có được vùng tụ dân cư nơi đây thành lập thành là ở làng Ngõ Ông. Vào năm 1961, Mỹ Quỳ đã cho xây dựng đây một sân bay, và đến năm 1963 đã hoàn thành. Ngày nay đổi tên đó là cảng hàng không Côn Sơn. Khu dân cư số 10 nằm ở khu vực cảng Bến Đầm. Vào năm 1995, nhà nước ta cho xây dựng một cảng cá mang tên là cảng Bến Đầm và đưa vào hoạt động cuối năm 2000. Và nếu như là chúng ta